có biết rằng Jennie đã để hai thứ mình rất ghét xuất hiện trong MV You and Me? Vừa qua, Jennie đã chính thức cho ra mắt bài hát You and Me. Nữ ca sĩ đã đầu tư cho sản phẩm solo lần này hai bản phối đặc biệt, cũng như là một MV performance, kèm theo đó là tạo hình cực xuất sắc. Nếu là fan cứng của Jennie, bạn sẽ mau chóng nhận ra ngay hai yếu tố cô từng ghét cay ghét đắng đều xuất hiện trong MV You and Me, đó là đồ đỏ và style buộc tóc hai bên. Cách đây vài năm, Jennie từng chia sẻ với fan rằng cô không thích kiểu tóc buộc hai bên bởi vì nó sẽ khiến cô trông thật trẻ con. Ngược lại, đối với fan, kiểu tóc buộc hai bên này lại cực kỳ đáng yêu. Tuy vậy, sau vài lần thử nghiệm và nhận được phản ứng tích cực, Jennie đã dần mở lòng hơn với phong cách này. Có thể thấy, nữ ca sĩ đã tăng tần suất tạo kiểu buộc tóc hai bên trong concert và được fan xem như là một đặc trưng trong phong cách. Bên cạnh đó, Jennie cũng từng nói với Blink rằng mình rất ghét mặc đồ đỏ. Tuy nhiên, con gái nói không là có, bằng chứng là giờ đây Jennie đã có cả một bộ sưu tập đồ đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ. Đặc biệt, trong MV You and Me, chiếc áo đỏ đến từ thương hiệu Fancy đã trở thành một trong những tạo hình iconic nhất của Jennie. Quả thực, khán giả đều đồng ý rằng đồ đỏ cực hợp với Jennie, nó không chỉ tôn da mà còn phù hợp với hình tượng, cá tính, sang chảnh và quyến rũ của cô nữa. Và nếu bạn cũng là một fan của Jennie thì đừng quên like, share và bình luận ở dưới video này nhé!